Anh Tâm, xe mình đậu dưới kia con. Wrong way. Đi xuống dưới kia. Hôm nay đi học vui không con? À. Đây bố đi trước. Bố quay chưa? Đứng lại. Anh Tâm đi lẹ quá con. Úp. Cái gì? April 4th con. April 9th con là invited to a party. Party của ai? Sophia. Sinh nhật hả? Yeah, sinh nhật. Con có giấy tờ gì không?